Anh Miêu, em đứng này đợi anh có lâu không? Lâu sao không lâu, mấy tiếng đồng hồ mà không lâu. Điện chút anh bù cho em Miêu. Thôi giận. Thôi mà đừng giận. Ủa mà hôm nay em Miêu hẹn anh ra đây có chuyện gì giờ? Năn nỉ đi nói. Nói anh nghe đi anh thưởng cho. Thôi năn nỉ nhiều đi nói. Năn nỉ nhiều quá trời luôn rồi đó. Nhiều dữ nữa. Nói mà thì tại vì em nhớ anh đó. Thiệt không? Chị. Anh cũng nhớ em quá trời luôn nè. Ủa mà anh định thưởng em gì vậy? Thì một chút đi em sẽ biết. Thắc mắc cơ. Thôi mà một chút đi em sẽ biết liền. Anh Lâm, anh ơi, con nhỏ nào vậy? Ủa Trang, sao mày ở đây? Chị Hai, thì em hẹn gặp em thì ra đây chứ đi đâu. Ủa anh Long là bạn trai của tao mà. Anh Long là bạn trai của em. Ủa chuyện này là sao anh Long, anh nói đi. Anh nói đi. Anh xin lỗi. Giờ này mà lỗi phải cái gì? Giờ này còn lỗi phải gì nữa, anh nói đi. Anh có biết hai đứa em là hai chị em không chị? Em biết. Bà nội cha mày biết mà mày còn quen hả mày? Chứ em hỏi thì anh nói. Sao anh biết hai chị em ruột mà anh còn quen vậy thanh nhanh không? Chứ bây giờ anh bỏ em không ở mà anh xa chị của em mà anh không đành. Rồi mày định lừa gạt hai chị em tao hả mày? Anh lừa cái gì? Anh thương hai đứa thật mà. Mày tới số mày rồi. Giờ anh biết hai chị em ruột bây giờ anh chọn ai? Nhưng mà hai đứa làm anh nhức đầu quá, giờ anh không chọn hai đứa nào luôn á. Đứng lại. Mày chị đâu về vậy? Chạy đến chợ mua đồ, đi giữa chừng mới nhớ không có mang tiền theo nè. Thư dễ sợ có hôm cho bự đó bà. Ờ, nợ nần thiếu chưa trả nữa. Ê, ủa ông Long đâu hả? Mày đứng lại, đứng lại. Ông Long mừng trái tiền, nó đi chỗ nào? Bậy mày, nó không quen tao chuột. Ủa, thằng Long của em mà. Ông Long đứng lại cho tôi coi, ông đâu vậy? Anh Long, đứng lại. Lại ông Long. Ủa, chuyện gì hả? Anh Long. À, thôi đi. Vợ bà muốn gì? Mày quen tao 2 năm rồi, mấy con này mấy con nào? Trời ơi, còn em sao? Mấy quen 2 từ giờ lộn cả 4 con này nữa là tính sao? Anh Lâm, quen em 3 năm rồi mà bây giờ sao thành con 5 người vậy? Sao vậy? Giải thân cho gõ coi. Em 6 tháng trời qua quen như vậy. Anh vậy hết chưa gọi đi, 6 tháng hai em lo lắng cho anh. Rồi bây giờ như vậy là sao? Sao nhiều quá vậy? Tại tôi không nảy tay rồi hả? Trời ơi! Anh không nói gì? Hai! Thôi đi! Đúng rồi mấy bà, làm gì quên thương chưa? Hả? Mày nghĩ sao hả? Mày quen tao rồi mày mới đi quen mấy con này. Hả? Mày là anh một gì hả? Bây giờ mày muốn sao? À, mày ăn rồi mày tính nốt hả? Mày nốt trôi cho mày. Hả này? Tao bỏ mày đó anh. Không quen nào luôn. Thằng không đó được mày bỏ tao mà con này bỏ mày đó. Đồ sợ khanh. Tao sợ khanh gì hả? Tao quen có 5 đứa thôi mày sợ khanh gì? Người ta bắt cá 2 tay, mày bắt tới 5, mày không có nổi người ta hay gì? Thì tao hai bàn tay tao 10 ngón, tao quen có 5 đứa à. Mày còn ăn được nữa hả? Quýnh nó đi chị. Mày vừa phải thôi chứ, có thứ mày đàn ông đòi bại. Được thì quen, không được thì thôi, dưới tay. Trời, mày cưỡi trong con mày hả? Anh là... Ủa luôn, tôi thương anh thật lòng mà tại sao anh sợ khanh? Anh quen nhiều con vậy anh không... Mày chẹo đi. Đồ tồi mày, tôi mày, ổn công 3 năm nay tôi lo lắng cho anh. Mày lo cho tao cái gì, mày lấy trên người tao có gì mà mày lo, hả? Trời. Anh Long, 6 tháng qua, thương nhau như vậy, em tình cảm với anh như vậy mà, anh nói lừa em vậy hả? Trong đám này, anh là người thương em nhất á. Vậy sao anh nói thử với em tệ vậy? Tránh ra đi, tôi không quen em nữa. Chia tay đi. Anh Long, còn em thì sao? Anh quen một lúc hai chị em luôn, 8 tháng 2 em chăm sóc lo lắng cho anh. Bây giờ lại đối xử với em như vậy đó hả? Nhưng mà anh cứ đánh là con người hay sao hả? Nhưng mà anh thương em thiệt mà. Thế cái gì? Mà anh vẫn thôi, là đàn ông á, thương yêu ai á thì chung nghĩ với một người thôi. Đừng có cá 2 tay, 5 tay, đó là điều không đúng. Đừng nghĩ danh phim nó có đâu nha, ngoài đời cũng có đó. Ê, ê, thằng Long đó. Nó quen tao 2 năm rồi đó mày. Ê, không quen lâu rồi vậy em hả? Mày khùng á, nó quen tao 2 năm rồi. Ủa, hai con nhỏ, hai nhỏ nào vậy? Để em ăn. Đâu hoài vậy? Nói em đi mà. Năn nỉ dữ đi rồi nó. Kể em nghe đi chuyện gì vậy? Tại em nhớ anh đó. Phải không? Thiệt không? Rồi, anh... không được ôm nữa nè. Ôm lại nữa đã quá. Rồi, cắt thấp. Anh quen một lúc hai chị em luôn. 8 tháng 2 em chăm sóc lo lắng cho anh. Bây giờ lại đối xử với em như vậy đó hả? Nhưng mà... Anh cứ đánh là con người hay sao hả? Nhưng mà anh thương em thiệt mà. Thế cái gì? Mà anh nhớ một lần sao thôi. Thôi.